Trận đấu với Hà Nội ở vòng 2 bị hoãn và Viettel có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tràn đầy sự tự tin và có nhiều lợi thế để giành 3 điểm nhằm gia tăng áp lực lên Hải Phòng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Phong độ của Viettel được đánh giá là khá tốt nếu nhìn từ chiến thắng trước Bình Định tại Quy Nhơn, khi lối chơi vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. Sài Gòn khởi đầu mùa giải khá nhọc nhằn khi phải nhờ tới may mắn, thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mới có thể giành lại một điểm từ tay SHB Đà Nẵng trong thế bị dẫn trước 2 bàn cho đến phút thứ 70 của trận đấu. Lực lượng không có sự bổ sung đáng kể và thiếu vắng những ngôi sao sáng giá, rất khó để Sài Gòn có thể làm nên bất ngờ trong cuộc đọ sức với Viettel trên sân Hàng Đẫy. Ở vòng đấu này, phải rất nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mới có thể tránh được nguy cơ trắng tay ra về. Thể thao và văn hóa dự đoán, Viettel sẽ giành thắng lợi trước Sài Gòn với tỷ số 2-1. Sau bất ngờ ở vòng đấu ra quân, bước tiến của Sông Lam Nghệ An đã bị Bình Định chặn đứng ngay trên sân Vinh và thất bại vừa qua đã chỉ ra đội bóng xứ Nghệ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện đội hình. Những chuyển biến về lối chơi của Sông Lam Nghệ An dưới bàn tay của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng là đáng ghi nhận, song vẫn chưa có sự ổn định về mặt hiệu quả với chất lượng cao. Vòng đấu này, sân Vinh tiếp tục là điểm tựa quan trọng để Sông Lam Nghệ An nhen nhóm hy vọng có điểm. Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu mùa giải hết sức chật vật, nếu như không muốn nói là đáng thất vọng so với vị thế của ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Đội bóng Phố Núi vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên và chưa ghi được bàn thắng nào sau 2 trận. Đây là thống kê đáng lo ngại nếu so sánh với chỉ số trung bình 2,41 điểm một trận và 1,91 bàn một trận ở mùa giải 2021. Huấn luyện viên Kiatisak vừa lên tiếng trấn an người hâm mộ Phố Núi về năng lực thi đấu, song rõ ràng màn trình diễn của Hoàng Anh Gia Lai là thiếu thuyết phục. Thể thao và văn hóa dự đoán, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai sẽ hòa nhau với tỷ số 1-1. Sự thất thường về phong độ đang khiến cho Đà Nẵng không thể sớm tăng tốc ở vạch xuất phát. Hai trận hòa vừa qua trước các đối thủ ngang tầm đều là những kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Cải thiện khả năng ghi bàn đang là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu, nếu không đội bóng sông Hàn rất khó để giành được chiến thắng. Ở vòng đấu này tiếp tục là một cơ hội thuận lợi để Đà Nẵng lần đầu tiên mang về 3 điểm trọn vẹn ở mùa giải năm nay. Hà Tĩnh vừa có điểm số đầu tiên nhờ việc cầm hòa Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Pleiku. Kết quả này là điều đáng khen ngợi với đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, trong bối cảnh hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình là Trần Phi Sơn và Đinh Thanh Trung vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương và thể lực không đảm bảo. Hành quân tới Đà Nẵng, mục tiêu thiết thực nhất với đội bóng Núi Hồng là giành một điểm khi đội hình vẫn có sự thiếu hụt lực lượng và nhiều cầu thủ chưa đạt phong độ tốt nhất sau khi mắc Covid-19. Thể thao và văn hóa dự đoán, SHB Đà Nẵng sẽ giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-0.
Hải Phòng đang là cái tên gây bất ngờ lớn nhất ở mùa giải năm nay và cũng là đội bóng duy nhất giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Dưới bàn tay huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất cảng có những chuyển biến hết sức tích cực về lối chơi và đội bóng từng bước tránh được sự phụ thuộc quá lớn vào các ngoại binh. Với tinh thần đang hưng phấn và nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán đài sân Lạch Tray, Hải Phòng đang tự tin hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp. Sau khi cơn bão Covid-19 quét qua, Thanh Hóa đã có đủ lực lượng để thi đấu ở vòng 2, nhưng việc nhiều cầu thủ chưa có phong độ tốt khiến đội bóng xứ Thanh trắng tay trước Bình Dương ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Petrovic còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng khâu ghi bàn, bởi việc bỏ lỡ cơ hội là nguyên nhân khiến Thanh Hóa thất bại. Chuyến hành quân tới đất cảng ở vòng đấu này được dự báo có nhiều khó khăn cho mục tiêu có điểm của thầy trò huấn luyện viên Petrovic. Thể thao và văn hóa dự đoán, Hải Phòng sẽ giành thắng lợi trước Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ thi đấu ở vòng 2 và thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân Thống Nhất. Nhìn vào màn trình diễn của đội chủ nhà từ trận hòa không bàn thắng trước Đà Nẵng, không nhiều hy vọng khả quan cho Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đua ở mùa giải năm nay. Với lực lượng không có ngôi sao thực sự nổi bật, rất khó để đoàn quân huấn luyện viên Trần Minh Chiến gây bất ngờ. Dù vậy, với điểm tựa từ sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể đem tới khó khăn cho các đối thủ. Tiến Linh đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2022 và lập tức Bình Dương cũng giành 3 điểm trọn vẹn. Trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, đội bóng đất thủ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng và dẫn dắt các cầu thủ trẻ thi đấu của những trụ cột như Tiến Linh. Với tinh thần tự tin và những áp lực ban đầu về điểm số đã được chút bỏ, Bình Dương tràn đầy quyết tâm kiếm điểm từ tay Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, thậm chí có thể là một chiến thắng tiếp theo. Thể thao và văn hóa dự đoán, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hòa nhau với Bình Dương với tỷ số 1-1.